Sáng ngày 7 tháng 9, lãnh đạo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang có mặt tại hiện trường vụ cháy quán karaoke AB nằm trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An để tiếp tục cứu người bị nạn và chỉ đạo điều tra vụ hỏa hoạn. Trước đó, khuya ngày 6 tháng 9, đám cháy bùng phát ở địa điểm trên với diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500m², kết cấu 3 tầng, trong đó diện tích cháy khoảng 400m², ở khu vực tầng 2 và 3. Chất cháy chủ yếu là vật liệu trang trí nội thất, gỗ. Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 13 xe chuyên dụng cùng 66 cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa. Đến thời điểm này, đã có 15 người được xác định tử vong,